Yes, we might need them. I wish you all success, said Krishna. Hello everyone, welcome back to the class. Today, you are going to learn chapter 10, Adventure Unit 2, Noises in the Jungle, Part 1, pages 57 to 58. Chương số sau đây, con sẽ nói cho tất cả các bạn về ngày nay dân riêng chúng ta đọc The Dial Adventure. Dân bật to tôi mới riêng tìm bì. Tại sao mới riêng tìm mùi dân chọc hay. Unit 2 mới riêng tìm bì. Xâm lên nực nông bầy. Noises in the jungle. Phần này tìm mùi. Part 1. Đó, dân chắc bắt đầu nó. Nhi hãy cùng lịch bảo dịch bầu bồn bồn nửa từng bó tì 27 nâng 27. Let's go. Unit 2, Noises in the Jungle, Part 1. A. Talk about the pictures. 2. Read the story. 3. Ask and answer the questions. Chẳng tí mùi cứ dương chạy chạy khí âm phí rụp hiệp bằng tách. Hai bà tỏ mối dương nâng an rướng. Hai tí bấy trong cái dương nâng xuống slide nâng xin lùa. Chẳng talk about picture 1. There are two pictures, as you can see. Picture 1, there are three people, and obviously they are sitting and talking, probably they have discussion, and you can see they have like coffee cup or tea cup, like here. And this man, you can see he has the hat on his head, and this lady is wearing glasses. And do you know their names? Yeah, this lady is Susan, here is Vivica, and this is the headman of the village headman. And picture 2, there are a few people right here, and this man, the village headman, is holding his hand up, raising his hand to waving his hand to say goodbye to a group of people right here, and they are walking into the jungle. Chẳng rụp hiếp tìm mùi dân khơi mà nụ bây nè. Cầm bông cười dì chạy kì nế, strai bì nè bò mà nè. Hai bụng kì bông tài miên. Để chì bèn cà phê rồi cà bèn tay. Kìm quay đồ chì bông miên càng dì phía xa kì nè. Hay rụp hiệp tìm bí dân khơi bỏ ní cứ phong lực đáy rìa đáy lìa từ căn cọm nụ anh chân tạm dạ rụp hiệp tìm bí bôn bôn dồn bàn khlái vì xa dạ đường đàn dân ngà ní và con này thà dân đừng đồng rối khlạc là hỏi tỏ anh chân chạp đàm an đàm đòn chân bôn bôn an rồi sngát sngát lư lư của bạn đây. Phần ta là cụ an lưu lưu đồng bèo phô bồn sẽ đạp. Nó cảm ơn chênh xâm lý. Tỏ. Tỏ là ngọt nha. Chăm plet gu xâm đạp. Nè, tích. Nè. Tỏ, nhìn tới. Last year, Susan took a working holiday in India with her friend Vivica while working in the city of Mysore. They heard about a village about 50 miles to the south. The people there were frightened about something. Let's go and find out what's happened, Vivica said. It might make interesting news. When Susan and Vivica arrived at the village headman Krishna spoke to them. We've heard strange noises recently,
They come from the jungle, he explained. What do you think they might be? Asked Susan. Ghosts, replied. Krishna, Susan, who didn't believe in ghosts, said, we'll try to find the real cause. It might be dangerous, said Krishna. We're journalists, so it's our job, explained Susan. Would you like some people to go with you? Asked Krishna. How kind of you, said Viveka. Yes, we might need them. I wish you all success, said Krishna. As Susan, Viveka, and several young men from the village disappeared into the thick cover of the trees, as they walked further and further into the jungle, so they were haunted by many strange noises. Suddenly, they heard a very deep sound. It didn't last long, but it frightened them. What might it be? Okay, chăng lục ru an chop hai xin cảm tạ bồn bồn an chop được kia. Chăng tạm giả cả an nếp bồn bồn đừng sai rừng khá khá hai. Nè khá khá rồi đừng sai rừng rồi phía rồi. Nè khá khá đừng sai rừng học sắp phía rồi, chất sắp phía rồi. Nè khá đừng sai rừng đọc phía rồi cũng biến này. Chăng tạm là tập hiệp bồn. Lục rưu nâng thua ca bọ prái đầm bây chi chùm núi. Vân đai môn nâng bọ prái dân trọc sắc xa bịa sân. Bịa cần lưu mùi chùm núi nâng có nâng ảnh thông bọt. Vân đai bây ní cứ dân an xùm núi bình tích. Đầm bây ở đâng thả ta dân thờ thua vầy bật tỏa cứ dân trọc chai xùm núi nè. Number one, what is working holiday do you think? Ta ở vầy tớ cứ chi ngay chụp xùm rạ thua ca chụp xâm rạng vấn đề thôi cả anh ấy tam cũng nhận dưỡng này thời dân kết tha ngay chụp xâm rạng thôi cả chỉ chiều vậy. Number two, where was the village? Ta phúm nâu ai nà. Number three, why did Susan and Viveka want to make interesting news? Hà đối với bạn chị Susan and Viveka trong bằng cách nâu bỏ miễn của chạm rộng. Why didn't Susan think that ghosts were the real cause? Hãy đối với bạn chị Susan mình kết tha khám áo cư chì mùl hẹt đà bạc xâm lý nhông. Number 5. What haunted Susan, Viveka and the men from the village in the jungle? Ta ở với đà lôn Susan, Viveka hay nâng bỏ rõ. Xin tiết mộc bì khả nông phúng, nâu khả nông bầy. Ok, ní chì xâm lưu đầy dân trâu trở lại. Chẳng đầm bay bọ prai bán lục rú sống và riêng bị cân lưu mùi chùm nguồn sân. Điện tờ tầng ngọt nít. Chẳng bịa cư dân đọc xong trên bì bìa tổ bót. Chẳng bịa tìm mùi là dân tờ riêng cứ noise. Noise. Chẳng dân khơi bị noise rắp nâu nít. Noise. Lục nông dân nông chương đầm đón. Noise. Chỉ nào chỉ nếu như prai tha xâm lý đó. Noise đó. Biệt bần tốt cứ jungle. Jungle chỉ niêm được cái nếu prai tha prai đó. Ta là cụ đỏ xong biệt jungle màu bì cả lại ná. Cứ nấu chấm nón chân được cái nếu jungle. Chân noise xin là jungle prai tha xâm lý nó không prai đó. Biệt tí bì be frightened dương prai tha trâu ban bổng phây be frightened cu lục kru đỏ strong chênh pin ní nè cứ một bị thờ vơ kê prao vơ đơ xa kê bổng bái kê giả sắp nực nông ở tây thực ca chương be bổng bái tư giả tây thực ca vơ svơ chương bà to thật tiết thì buôn village headman nè. Village headman cứ nơi cả lại lại này chẳng the village hay headman village headman dương tài tha mê phụng
Maple Village Headman. Thứ hai tiết cause nha, cause này cứ miền nào từ đấy pi mà vị trí niệm phải là head head đầm bẩn đá lao miền này nữa hay chỉ kể là sắp phải là bẩn đá lao cause đi pi cause lực ru đỏ trên pi cái này nè chứ nè real cause nè mà mù là hẹt, dạng trái thăm mù là hẹt, như là hẹt mà mặt của bạn đây. Tỏ biệt tốt tiết, cứ further and further mà, further and further cứ nó cứ đọc xong trên bình này, further and further. Further and further, chúng trái thăm chạy tư, chạy tư. Rồi biệt trong cái này cứ success mà, success, đọc trên bình nào máu, success nấu cái lại nè success success chỉ niệm phải là chục chỉ mà toàn chẳng dừng an bịa từ ngõ kia noise 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 jungle 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 be frightened be frightened village headman village headman cause cause success success further and further further and further further and further ta chẳng dương riêng bị hai hai dương đò vẹt bọ prai ạc tập bọt thường mù lần đầu ta chẳng bọn 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 thử tam đàn nội bàn chết bỏ prai mới ta cả bỏ prai bộ này nó cứ khó khăn gì mày hay cả cài làm o cày nhá ta chấp đám lúc cứ an tiết tế lúc cứ bỏ vô tầm đó chú nam môn Susan ban took a working holiday mình đi tham miên giống prai tham miên ca chụp sầm rã tận đại thôi cá nấu bữa tiền đĩa chưa mui đằng mật phe bỏ niếng chưa mui thao vi việc cả khả năng pe đại cầm bông thôi cá nấu tì còng mai xó bộ kế ban lư cầm pi phu mui nấu chấm ngái bà hai chia hà sập mai tàu phe khang tàu bồn xong bị chặt phong đại tham mai ní kia chuyện quá bỏ quánh đại kỳ pra chỉ biết nói ra rõ đầm rích kỳ pra mai phần tay phía cầm chi dân dân pra kilomet kilometer kilomet chung mà mai nâng vì sma nâng mùi chất của mùi kilomet mình nói ta mùi kilomet cả lạc chiêng sma nâng mùi mai chung bà 50 vì sma nâng mà rồi chiêng kilomet mà rồi chiêng kilo vì tôi phía cầm tôi bông này tì krong mai xo nè chung bì chi chun trâu ban bầm phấy thua ở phấy đời xa tai away mà già something ta tới hơi xoay dù ông pi ta ông pi rương đại ca làng vì vi ca gì vì prahel chi bằng ca nữ đầm nâng được có bỏ đầm biên để qua cha bà rộng lúc bây đại sư xa nằm vì vi ca tật đo phúng mê phúng chmô tha Krishna ban gì thực hành phụ kế, phụ dân ban lưu sầm lên chầm lại thay thay nè, sầm lên chẳng lúc cứ tranh bị bảy quạt còn nhiều, tổ mao Susan có xua tha ta nè kết há sầm lên chẳng lúc ai chia vậy đấy, Krishna có quạt chay tha cứ come out ghost come out, Susan chi mình luôn nét đây mình chưa đường khám máu bàn gì tha dương nâng chi diếm xoay rốt nấu mù là hạt bật real cause mù là hạt bật vì ai chi vì ai nâng miên cổ thân it might be dangerous Krishna nì gì Susan có bàn bì dôl tha dương cứ chi nẹ cái sai bệnh nè vì chi càng gì bỏ dương would you like some people to go with you? Ask Krishna. Krishna có bạn sưu tha ta nè chong bạn bì chì chun khla
tâu chú mùi nạ rư tế. Vì vì cá có bàn dì tha bất chì tức chất đỏ lọ rồi bỏ nạ mèn. Vì chì tức chất đỏ lọ rồi bỏ nạ. Yes, we might need them. Chà, dừng ai dừng trâu ca phụ kì. Krishna có bàn dì tha nhóm chun po ơi nạ tổng ọc nìa chục chì. Khả nạp bê đài Susan và Vivica hay nâng bộ rõ với mình mùi chùm nuôn vì phúng bàn lịch đá chô được nông prey bạc chô nông prey crack six hour of the tree nâng mình này thà nông prey crack đàm mình đàm chơi chán khả nạp bố kê cũng phung tạch đá chung ai tâu chô được nông prey để chung ai bố kê trâu bàn long bình lạch hòn nó phải thật lớn, lông mình lại đòi xin lên chùm lại chỉ tràn. Rung bệnh nó, phụ kê ban lưu xin lên mùi dàng cổ lô, xin lên điệp sau nó mình xin lên lưu dàng cổ lô. Vì mình dù thế, didn't last long, mình thấy vì lưu tầm một lệ tế bằng tay, vì ban bẩm thấy tại đó phụ kê nó cứ xâm đạo từ lơ bộ rọt mà bị phúng hay nâng Susan nâng Vivica ta vì ai à chìa vậy tôi nó mà chẳng dường bàn bộ phạm hỡi xin cơm ta bôn 8 tuần và xin dì 8 tuần bôn ai kha thoi kéo dì sạp đoàn mà đoàn tiệt ta chẳng rương nâng cứ xa dạ rương tổ bốn nâng Vivica Susan cứ qua thầu holiday nấu ẩn đi thì vẫn đang chạy đón miên rừng hạt cát làng cứ nấu con phô muối nấu phiền thằng tóc bông thì con mai xò nấu cứ cái lư đầm nắng tha miên sầm lên sầm lại trên bị bấy để vừa rồi mình bị chi chun nấu nóng thầy tao máu Vivica hay nâng Susan cứ chỉ nãy cái sạch sáp chân phụ kê trong đấng trong lư trong sơ sê bò miên để cua chạm rong chân phụ kê còn sầm lại chất tao phô nồng từ đó chụp mê phùm nó cứ mê phùm nó gọt kết tha xùm lên nó cứ chia xùm lên khám màu hay Vivica hay nâng Susan ở chư rương khám màu tên chân phụ kê trong đơn ca bứt khi còn xùm lại chất là chô không bấy đầm bây xoay rốt nữ bộ phốp xùm lên nâng mù là hết thua mình xùm lên nâng bật bật gọt hay mê phùm có ban bình chun bỏ rọc với khám mê mùi chùm luôn tới chui ở Vivica hay nâng Susan chô được nông phùm xoay rốt ca bứt nâng bộ kế có chỗ được nóng hay nóng nước viên biên xử lý bật gọt mến rồi thôi bộ kế phải lại hay mặt toàn đăng thà xử lý như vậy bật gọt để nơi không phạt thú dương đăng đăng nơi không phải tìm bì mê rin bật tốt dương đăng thà xử lý nước chi xử lý như vậy và chẳng dương bật to đồng nào từ mục tiết từ mớ ca trái xử lùa chẳng đo vẹt trái xử lùa xử lùa tìm mùi what is a working holiday do you think ta ca thua ca nó không thay chụp xâm rác mình đây thay chẳng mấy nếu chỉ chụp lại bằng cụ thế chẳng phụ này mình dùm lại xin nữa chẳng a holiday spend engaged in paid or volunteer work mình đây thay chỉ thay chụp xâm rác thế bằng đá dương chụp này thay chụp xâm rác nó rủ bốn nó không ca thôi ca xâm rác chất cứ có thôi ca bằng phải thì đối dương thơ ca thay màu nhé nè thông đó dân phương ca ngày chăn đó ngày sốc được ngày sau chúng tôi xin gì đó ngày tết rồi ngày bốn dân nơi thưa ca tiết kê nâng ôi lùi thèm đó dân nâng nhà ta working holiday ngày thầu ngày chốt bằng ta dân thưa ca ta xin nụ tìm bì where was the village ta phung nơi tìm nà chứng chùm lái cứ nâng lại đi chùm lái cứ about 50 miles to the south of my shore mà chẳng phun nơi ná chùm lấy ôn ai rô khớ mình đây là cứ đó lấy cứ about 50 miles to south of the city of Mysore in India chúng nơi bởi India đó xong nữa thì bây why did Susan and Vivica want to make interesting you hay với bạn chia bị nạn nâng quật chẳng sơ xê bỏ miến để cua chạm rộng mù là hai đấy chúng cua lại ní thì bạp thá cứ nó không ăn tập bón ít phôn ai nâng đằng còn đai
Merin mon cứ phụn đăng hay nè cứ pi nẹt quạt nắng Susan và Vivica cứ chỉ nẹt cả sát chẳng nẹt cả sát hoặc là mình riêng na chấm lái cứ quạt trong giờ xe chẳng because they are journalists nè chỉ một hai chẳng lưu chui ban trầm sự đầu tiên mui thì pi thì bấy thì buồn thì trầm phụn xài được luôn này chẳng xoay được chấm lái được không hạt bọt cứ vậy là chạy ở bồn đằng ngọc bàn đế tục tàng thì là chừng bờ sân chơi bồn ở thưa luôn ấy bồn ở đi chấm rán đế chừng rồi chấm lại thì buôn thì phạm đang chơi homework ta lỡ lục vừa to từ mục tiệt con ông so b cứ lục vừa xong skip cháu và xong skip so b đời sau vì thâu ca group work pair work chừng chăm bài thưa lục vừa chăm dương làm long skip từ C làm đó. Tỏ C nâng vì bẹp bọn từ nâng nè bẹp bọn từ nâng pass simple và miền cao mùi grammar cứ pass simple. Pass simple bọn bọn đừng ấy cứ pass simple cứ chỉ là tết cao thông mặt đà cao là tết cao thông mặt đà mê riêng môn cứ dương riêng làm bì present perfect bạch bọn là cao xong bộ phần này mê riêng ý cứ việc bẹp bọn tên pass simple. Pass simple cứ dùng mình rụp môn positive form nông mê riêng ý cứ ai ta positive form đấy cứ mình subject plus verb to. Verb to cái giả sắp tung thì pi đôi chỉ go nhưng đôi thì chỉ when go when do did did when cứ dùng ta là tất cả và chân cứ ai ti hó Susan and Vivica arrive chân arrive ý cứ dùng say chỉ verb to. Susan took a working holiday in India. Chúng như Prata Susan về việc ban tập đo, cứ ban tập đo rồi thôi. Susan miền ngay chụp sản ra thôi cá nơi India. Chúng ở đây và hai pi thấy tất cả là ngon. Ở đây đại cả là rồi thôi, chụp sập group thôi. Hai nữa có nông là so si đôi khi cứ bẹp bòn từ nâng sùng núa đại chỉ mỗi nâng may bi. What might it be nè để phổ nại mơ lại nè là what might even in the village be nên dùng tài ta tá hạt ca nâu con ông phúm a chiều vậy a mai nè dùng tài ta a cho dùng tài nâu con ông ngà tê tà ca lắm mai rồi mà đại cu viết cứ mê hay nè mai a chiều ta a chiều vậy đôi what might be what might the sound be rồi what might the noise be ta xâm lý a chiều vậy chứng chùm lại chlai xâm lưu nâng bố nạch chlai là it might be và sân chì cái này singular nhưng pra it và sân chì plural nhưng pra they might be rồi có they might bố chì nâng kê giả sắp xinh xinh tiết được cái này bố nạch trâu bây nhìn nè chứng xong lộp sân chừng lại này đôi chỉ it might be a tiger, it might be dangerous, they might be ghosts, they might make interesting you, they might need people to go with them. Hay cái lại gap thằng ở ni bọn trâu bẩm pỉnh nè bọn trâu bẩm pỉnh chừng Krishna spoke about even in the village chừng mà suddenly there was a deep noise or deep sound. Susan and Vivica wanted to go to the village or to the jungle. There was a jungle near the village. There was strange in the jungle, a strange noise in the jungle. Chúng bọn 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 hát bọn bọn cú con chú mùi nâng bí ê ní cú con chú mùi nâng bí mà ở việt trời khí nhiệt ở xí khí nhiệt nâng rủi rõ lại chân ní chì ca bà hành trú rồi bỏ lục rú chúm bù lùng hạt xí ní chừng sừng khâm tham bông bông ai cơ bản bông biết sừng lú ai xua nó không cầm bàn bàn tỏ chừng kịch cặp chứ cứ ti muối chay sừng lú ti pram ti buôn nó không section A hay bông pin chân lót nó không section C ở bàn chừng đi chỉ kịch cả hay hỏi bông thưa nó chứ học con chán khát khao đến số tầng học này hay sốt bài tầng học này goodbye good luck have a good day.